Đà, nổi danh khắp nơi bởi kiến thức y học uyên thâm. Người đời còn dành tặng ông những tên gọi như thần y, ông tổ của nghề phẫu thuật. Tài năng của ông còn được biết đến qua nhiều lần khám chữa cho Lưu Bố, Tào Tháo. Nhưng ít ai biết được cụ thể cuộc đời của Hoa Đà diễn ra như thế nào. Tại video này, kênh Cây Thuốc Quanh Nhà sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về vị danh y này. Nếu quý vị thấy hay thì đừng quên chia sẻ video này cho mọi người và nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh Cây Thuốc Quanh Nhà. Xuất thân và tuổi thơ của Hoa Đà. Hoa Đà được cho là sinh năm 145 đến 208, xuất thân từ huyện Tiêu, nước Bái Thuộc, Bạch Châu, tỉnh An Huy, xưa kia gọi là Dự Châu. Tự là Nguyên Hóa, ông nổi tiếng là một người thầy thuốc cuối thời Đông Hán, cùng Biển Thức, Lý Thời Trần và Trương Trọng Cảnh là tứ đại danh y nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa. Theo sử sách ghi, từ năm 7 tuổi, Hoa Đà đã mồ côi cha, gia cảnh khó khăn nên mẹ của Hoa Đà đã gửi ông cho một người bạn của cha là Thái Đại Phu. Mặc dù với tư cách là bạn cũ, nhưng Thái Đại Phu muốn tìm hiểu xem Hoa Đà có năng khiếu hay không. Vì vậy, trong một lần thấy các đệ tử của mình đang hái lá dâu, nhưng chỉ hái được phần bên dưới, những lá trên ngọn không cách nào leo lên được. Thái Đại Phu liền nói với Hoa Đà, con nghĩ xem có cách nào hái được những lá dâu ở trên ngọn hay không. Ngay lập tức, Hoa Đà lấy một sợi dây cùng viên đá nhỏ, ném qua nhánh cây. Lúc này ông chỉ việc kéo nhẹ sợi dây là có thể hái được những lá trên ngọn cây. Một lần nữa, khi Thái Đại Phu nhìn thấy hai con dê đang tranh nhau, không ai dám lại gần tách chúng ra. Ông cho người gọi Hoa Đà tới và hỏi cách tách hai con dê ra. Hoa Đà đơn giản, chỉ lấy hai nắm cỏ tươi vứt ra hai bên, hai con dê liền lập tức tách ra. Nhận thấy Hoa Đà là một đứa trẻ thông minh, Thái Đại Phu liền quyết định nhận ông làm đồ đệ, học hành của danh y Hoa Đà. Sau khi được truyền dạy các phương pháp chữa bệnh, Hoa Đà còn du ngoạn khắp nơi nhằm nâng cao y thuật của mình. Mặc dù tinh thông y thuật toàn diện, từ ngoại khoa, thủ thuật, thông hiểu kinh thư, nhưng chưa một lần Hoa Đà được ghi danh bảng vàng. Rất nhiều lần tể tướng Trần Khuê và thái úy Huỳnh Uyển đã tiến cử ông ra làm quan, nhưng ông đều từ chối. Chính bởi đối với danh y Hoa Đà, dùng thuốc cứu người mới là đạo. Ít ai biết rằng, thực tế danh y Hoa Đà còn là một võ sư, ông từng sáng lập nên một môn võ thuật là ngũ cầm hí, giúp điều hòa khí huyết, cải thiện sức khỏe. Theo Bách Khoa Trung Quốc có ghi, ngũ cầm hí là tập hợp các động tác mô phỏng theo 5 loại động vật, bao gồm hổ, gấu, hươu, khỉ và chim. Ngoài việc phòng thân, cải thiện sức khỏe, những người luyện môn võ này thường có tuổi thọ ngoài trăm tuổi, mắt vẫn sáng, răng chắc khỏe, tai khổng lãng. Những công hiến của Hoa Đà cho y học. Hoa Đà được biết đến như một vị thần y, chữa bách bệnh. Ông tinh thông châm cứu, nội khoa tạp bệnh, ký sinh trùng bệnh, tiểu nhi và các khoa phụ sản đều thành thạo. Trước khi Tây y phát minh ra được thuốc gây mê, danh y Hoa Đà đã phát minh ra ma phí tán, giúp việc phẫu thuật trở nên dễ dàng, ít gây đau đớn hơn. Dù Hoa Đà sáng tác ra rất nhiều sách y, nhưng rất tiếc hiện nay chúng đều bị thất truyền. Tuy vậy, những công hiến của ông cũng đóng góp rất lớn cho sự phát triển của y học Trung Quốc nói riêng và y học nhân loại nói chung. Phát minh ma phí tán. Mặc dù sống cách chúng ta gần 2.000 năm, nhưng y thuật của Hoa Đà vẫn khiến người đời phải ca tụng. Đặc biệt là việc điều chế ra ma phí tán đánh dấu một phương pháp phẫu thuật đầu tiên trên thế giới. Đây là một bước phát triển lớn trong y học. Ma phí tán được coi là thuốc gây mê đầu tiên trên thế giới. Theo sử sách ghi chép, ma phí tán là ma túy, xuất hiện sớm, khi sử dụng sẽ làm cho người dùng không còn cảm giác, lầm vào cảm giác như thuốc mê. Được biết khi một bệnh nhân bị viêm ruột thừa, danh y Hoa Đà cho bệnh nhân uống ma phí tán. Sau đó ông dùng dao mổ vùng bụng của bệnh nhân, loại bỏ phần ruột bị hoại tử, sau đó khâu lại vết mổ. Ông còn bôi thuốc chống viêm lên vết mổ, sau 4 đến 5 ngày, vết mổ lành lại và người bệnh đi lại được bình thường. Theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, danh y Hoa Đà được biết đến tới giai thoại chữa bệnh cho Quan Vũ. Trong một lần Quan Vũ bị tên bắn trọng thương, Hoa Đà cho Quan Vũ dùng ma phí tán, sau đó mổ vai để nạo chất độc. Rất nhiều người chứng kiến Quan Vũ có thể vừa phẫu thuật mà vừa bình thản đánh cờ, lại càng cảm thán phương pháp trị bệnh của vị thần y này. Ma phí tán gồm có các nguyên liệu như dương trịch trục 12g, rễ cây hoa nhài 4g, đường quỳ 4g, xương bồ 12g, sắc tất cả nguyên liệu, sau đó uống trước khi phẫu thuật.
một số bài thuốc của danh y Hoa Đà. Trong cuốn Đông y trị bệnh của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin có ghi chép những phương thuốc của danh y Hoa Đà, chuyên trị các bệnh gần cốt, bệnh ngoài da, đau đầu, gãy xương. Dưới đây là một số bài thuốc đông y được lưu truyền. Bài thuốc Bổ tâm đan thần phương. Bài thuốc giúp an thần, điều trị chứng lo lắng, bột trồn. Cụ thể các nguyên liệu được sử dụng bao gồm chu sa 2g, hùng hoàng 2g, bạch phụ tử 10g, tán nhuyễn các nguyên liệu trên, trộn cùng với huyết lợn tạo thành viên. Sử dụng mỗi lần 2 viên trước khi ngủ, có tác dụng an thần, bổ tâm khí, lưu thông máu. Bài thuốc ngũ thắng tán thần phương, chữa cảm lạnh với các biểu hiện như sốt cao, đau nhức đầu, mệt mỏi, ho có đờm. Nguyên liệu của bài thuốc này bao gồm cam thảo, thạch cao, bạch chuẩn, ngũ vị tử mỗi loại 100g, cần hương 6g, tán nhuyễn thành bột, mỗi lần uống dùng 20g, cùng một quả táo, hai lát sinh hương sắc tới khi chỉ còn một nửa thì lọc lấy nước và uống. Bài thuốc táo giác tán thần phương, điều trị kiết lỵ, đi ngoài da máu, trí ngoại, trí nội, chuẩn bị sừng bò vàng một cái thái nhỏ, xác rắn, xương sơn giáp, tác giác răng lợn 5 quả. Cách làm, 4 vị thuốc trên cho vào bình sứ, dùng đất sét và bịt chặt, chờ cho khô, đốt trên lửa nhỏ rồi tăng nhiệt độ dần, sau đó đổ hỗn hợp ra nghiền thành bột. Cách sử dụng thuốc, người bệnh lấy một quả hồ đào chia thành 4 phần, lấy một phần nghiền nhỏ, dùng cùng với rượu nóng, dùng liên tục cách nhau 3 tiếng, tình trạng bệnh sẽ cải tiến. Hoa Đà là một vị danh y nổi tiếng với quan điểm chữa bệnh cứu người, bất kể giàu nghèo, sang hèn. Đối với ông, bất kể người bệnh nào cũng xứng đáng được chữa trị. Các bệnh khó chữa khi đến tay của ông cũng đều được điều trị khỏi hoàn toàn. Chính vì vậy mà rất nhiều quan chức, quý tộc muốn mời ông làm thầy thuốc riêng nhưng ông đều từ chối. Cuộc đời của Hoa Đà chỉ mong có thể cống hiến hết mình cho y học. Và trên đây là tiểu sử cuộc đời cũng như cống hiến của Hoa Đà trong y học. Hy vọng video này đã cung cấp được những thông tin để bạn hiểu rõ hơn về tiểu sử cuộc đời và những thành tựu của danh y Hoa Đà. Đừng quên theo dõi kênh Cây Thuốc Quanh Nhà để cập nhật những thông tin hữu ích nhất về y học, các bài thuốc quý hiếm một cách sớm nhất.